Lan Khùng, ngươi đừng tưởng là bản cung không dám giết chết ngươi. Ngươi là hoàng hậu nương nương, ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy đi, thần sẽ đợi. Đem tất cả ghi chép sổ sách của hậu cung về cho bản cung. Bản cung muốn kiểm tra. Dạ. Thắp hết tất cả đèn trong viện đức cung lên. Hỏi hồ sơ đi. Chẳng lẽ toàn thể hình bộ đều đổ quan cho ngươi sao? Ngươi tưởng rằng bốn cung vẫn sẽ như trước đây sao? Chỉ cần ngươi cầu xin thì sẽ tha mạng cho ngươi. Không đâu, giải xuống cho ta. Dạ.